Hi, xin chào tất cả các bạn. Giới thiệu với các bạn, phía sau mình đây là thôn Lâm Đồng. Và đây là một trong những thôn mà có những nét văn hóa vô cùng đặc sắc của bà con dân tộc ở thành phố Hà Giang. Và thôn Lâm Đồng này thì có tới 99% là bà con dân tộc Tày. Và hôm nay cũng là một ngày vô cùng đặc biệt ở đây. Hôm nay là ngày 29 Tết, như các bạn thấy có chữ chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu 2021 kìa. Hôm nay chính là ngày 29 Tết. Và các bạn biết không, ngày 29 Tết là một ngày vô cùng quan trọng của bà con dân tộc ở đây. Và tất cả bà con ở trong thôn Lâm Đồng đều đang rất là háo hức để chờ đợi một điều gì đó. Và chúng ta sẽ cùng khám phá điều đó ngay bây giờ. Ở trong video dưới đây thì chúng ta sẽ cùng mình tham quan thôi. Và đến nơi thì lợn đã được cắt tiết rồi anh em ạ. May quá. Bây giờ chuẩn bị làm lông. May quá còn kịp. Cứ loanh quanh ở cổng làng. Cuối cùng vào đến đây thì tí nữa thì chỉ được ăn thịt lợn không thôi. Không được quay con lợn chết này. Con lợn này bao nhiêu cân hả anh? Chưa biết đâu. Lúc mua, lúc mua là bao cân? Ủa, con lợn này to lắm. Trông con này phải tạ rưỡi. Đây là lợn đen nha anh em nhé. Đây chính là lợn đen đấy. Lợn này là lợn bản, nhưng mà được nuôi theo kiểu kinh, nên là nó mới to được thế này đấy. Con lợn này thì thực ra là một nhà không ăn hết đâu. Con lợn này sẽ phải chia ra 4-5 nhà cùng ăn cơ. Đây này, hội này đang chờ ở đây để được chia mỗi người một cái đùi lợn mang về này. Anh đeo khẩu trang kia làm một chiếc này. Chắc chắn là anh ấy phải làm nửa con nhưng không phải là một chiếc đâu. Chưa được. Sẽ phải trần qua nước sôi trước này thì làm lông nó mới dễ. Úi, anh định lấy cái cuốc này để làm. Chắc không phải đâu nhỉ. Không phải đâu. Cuốc đi. Con này lông có vẻ rất là cứng đấy nhỉ anh nhỉ? Ừ. Lông này cứng đấy. Anh này phải rũ liên tục. Rũ liên tục rồi. Ui, đúng thật anh em ạ. Anh thì dùng cái cuốc đấy để làm luôn đấy. Nó làm như vậy mới nhanh, dùng con dao nhỏ nhỏ kia sẽ rất là mất thời gian. Con lợn đen này lông nó cứng như là lông nhím đấy kia thì đúng là phải dùng cái quà này rồi. Hơn 7 năm rồi á? Ui. Con này ăn thì ngon lắm bởi vì da nó rất là dày này. Mà mỡ của thịt lợn đen này thì lại không lấy đâu. Cái mỡ con này có dán lên nữa ăn ngon này. Ăn tôm mỡ cũng ngon này. Bây giờ thì cùng sang bên bên nhà của chị Tiếp để xem là bên đấy thịt lợn sẽ được chia ra như thế nào. À đây, từ trong nhà bác ra thì mọi người thấy ở đây thì có một vườn rau rất là xanh, rất là tươi. Vườn rau này nhà bác tự trồng để ăn ở nhà thôi.
Thì hôm nay thịt lợn thì cũng sẽ được sử dụng những loại rau gia vị ở đây. Mọi người nhìn thấy có cả rau cần kìa, hành này, có rất nhiều rau xà lách nữa, bắp cải, cà chua, đầy đủ hết. Tất cả loại rau gia vị đều có ở đây. Có súp lơ xoăn kìa, mình rất là thích cái đấy. Cái đấy trộn làm salad ngon. Trong kia có rất là nhiều rau thơm. Ở đây nhà bác tự trồng rau hết. Thường thì ở trong thôn mọi người hay tự trồng rau thôi, chứ mọi người không đi mua rau mấy đâu. Trong này toàn mang rau ra ngoài bán. Đây, nhà ở ngay trước mặt kia rồi. Ở trong thôn thì nhà anh em thì thường là ở rất là gần nhau. Mọi người sẽ không ở tách xa nhau ra đâu mà ở gần nhau để còn hỗ trợ nhau, thăm nom rồi giúp đỡ nhau. Đây, bố Tiếp vừa mới lại mang thịt lợn về đến đây. Chắc là đang chờ mọi người chuẩn bị đồ ở à kia. Chị Tiếp đang mang thịt lợn lên rồi. Đây, bố Tiếp vừa mới trở về đến đây. Rồi, đi theo chị Tiếp lên trên nhà xem là. Đây, mọi người nhìn xem. Gầm sàn của người Tây thì thường ngày trước thì được dùng để nuôi con nọ con kia, nhưng mà bây giờ được chuyển thành gầm sàn, được chuyển thành nhà kho. Rất nhiều gỗ, rất nhiều củi, rất nhiều thứ đồ linh tinh được để ở dưới này. Có một vài hộ khác thì sử dụng cái gầm sàn này để làm bếp. Một số hộ khác thì dùng để làm nhà để xe. Đây, như này đây, làm cả nhà để xe đây. Nào, đi lên nhà chị Tiếp nhá. Xem nào, anh em thấy nhà sàn đẹp không? Đây chính là nhà sàn của người dân tộc Tây nhá. Chào bác. Chào. Đây, bếp này chị Tiếp ở trên tầng 2. Chào bác. Chào chị giỏi. Xinh gái chưa? Sợi, có người yêu rồi đấy. Chia buồn với anh em. Bác mời chè. Chè này là chè ở các anh mình đây. Các anh mình đây rồi bác. Vâng. Cháu uống đây này. Sao mà ui, ngon lắm bác. Đây chè của nguyên đấy, mình cho đấy. Chè dạ? Tết đấy. Chè Tết ạ? Nhưng mà nước mới sánh này thôi. Vâng. Hay lắm anh em ạ. Mùa đông rét như này ngồi uống chè cạnh bếp lửa hồng này sướng, lại còn được hút thuốc lào nữa. Nhất bác đấy. Nhà của người Tây như thế này có rất nhiều không gian ở đây anh em ạ. Chỗ này có thể chia thành các buồng, thành các phòng ở khác nhau này. Đấy, toàn bộ khoang này, gian ngoài này sẽ dùng để tiếp khách. Đó, một khoang nhỏ dành cho bếp lửa, cho cái nhà nó ấm. Hoặc là ngoài ra thì đốt củi này để cái muội này nó bay lên nữa, thì còn giữ cho cái lá cọ ở trên này nó. Đấy, đấy, đúng rồi, bác nói là làm như vậy để cho cái lá, cái lạt rồi cái khung nhà này được lâu, được bền, thì sẽ không bị con mọt nó đến này. Cái việc mà để bếp lửa ở trong nhà như này cũng có lý do riêng của nó cả. Mọi người nhìn xem này, đèn bóng này. Úi, tuyệt vời đúng không nào? Đây là món dồi. Ui, ngon quá. Rồi này anh nào làm? Bố Tiếp làm mày. À anh chuyên à? Gà đã thịt luộc rồi, gà đã ra đĩa rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên của Tết âm lịch. Vâng, 29 Tết rồi đấy. Từ sau ngày hôm nay là sẽ mở ra chuỗi ngày say xỉn liên tục đấy, vô bờ bến. Lúc nào cũng chẳng thấy lâng lâng đấy. Lúc nào cũng lâng lâng đấy. Lên trên mây đấy, lên tới cổng trời đấy. Lên tới cổng trời luôn. Đây là bếp trưởng. 60 năm. Ôi rồi lợn ngon thế. Anh Châu à, anh Châu ơi. Trời ơi. Da dày nhỉ anh nhỉ. Đấy. Anh nhìn xem. Không kịp rồi, không kịp hái rồi nhỉ.
đấy, lao vào này mới vui. Tất cả mọi người và đây chính là lúc mà mọi người sẽ ngồi lại với nhau cùng thưởng thức những chén rượu ngô thơm nồng, thưởng thức cả công lao mà hôm nay mọi người đều phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị nữa. Chào mừng mọi người đến với Hà Giang và chào mừng mọi người đến với ngày Tết của người Tày ở Hà Giang. Chúc mừng năm mới. Ok ok, bây giờ thì rất mong anh em hãy bấm like hoặc subscribe kênh của mình để mình có thêm động lực để làm nhiều hơn những clip ý nghĩa hơn nữa nhé. Cảm ơn.